Sự ra đời quái vật siêu khổng lồ xanh, sáng gấp 10.000 lần mặt trời, các nhà khoa học Tây Ban Nha đã vén màn bí ẩn về nguồn gốc của quái vật cực đoan của vũ trụ những ngôi sao siêu khổng lồ xanh. Theo Space.com, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Viện Vật lý Thiên văn Canarias, IAC, Tây Ban Nha, đã tìm được manh mối cho thấy các ngôi sao quái vật siêu khổng lồ xanh được tạo ra khi hai ngôi sao trong một hệ sao đôi xoắn ốc với nhau và hợp nhất. Sao siêu khổng lồ xanh là những ngôi sao lớp B, sáng hơn ít nhất 10.000 lần, nóng hơn 2-5 lần và nặng hơn 16-40 lần so với mặt trời của chúng ta. Quái vật siêu khổng lồ xanh có thể ra đời từ hai ngôi sao hợp nhất trong vũ trụ. Những ngôi sao càng nóng thì càng có màu sắc ngả về xanh. Ngược lại, những ngôi sao mát hơn thì có màu sắc trắng hơn, mát hơn nữa thì ngả vàng, cam. Loại sao có nhiệt độ thấp nhất là những ngôi sao lùn đỏ, nếu không tính đến các ngôi sao thất bại gọi là sao lùn nâu, một vật thể nằm lưng chừng giữa trạng thái sao và hành tinh. Mặt trời của chúng ta là một ngôi sao màu vàng lớp G, tức độ sáng, nhiệt độ ở mức trung bình. Vì vậy, có thể tưởng tượng những ngôi sao siêu khổng lồ xanh lớp B là một loại sao hết sức cực đoan, to lớn, nóng bỏng, nhưng chúng cũng là những kẻ yểu mệnh, phát triển nhanh, lụi tàn nhanh. Trong nhiều năm, câu đố về quá trình ra đời của các quái vật cực đoan này vẫn là ẩn số. Theo mô hình vừa được chứng minh, các nhà khoa học đã xoáy vào điểm vô lý trong bản chất của các sao siêu khổng lồ xanh, lẽ ra ngôi sao càng nặng thì càng có khả năng cao có bạn đồng hành, nhưng dạng quái vật này luôn lẻ loi. Vì vậy, lời giải thích hợp lý nhất, chúng là thành quả của một vụ sáp nhập. Phân tích 59 sao siêu khổng lồ xanh từ đám mây Magellan lớn, một thiên hà vệ tinh của thiên hà Milky Way, ngân hà, mà trái đất trú ngụ, các nhà khoa học đã vẽ lại cuộc đời của các quái vật vũ trụ này. Chúng tôi đã mô phỏng sự hợp nhất của các ngôi sao khổng lồ đã tiến hóa và các sao đồng hành nhỏ hơn theo nhiều thông số, có tính đến sự tương tác và hòa trộn của hai ngôi sao trong quá trình hợp nhất, tác giả chính Athira Menon từ IAC cho biết. Những ngôi sao được hoài thai được cuộc hợp nhất này đã bắt đầu cuộc sống mới với nhịp độ rất nhanh, thành công lớn trong việc tái tạo bề mặt. Các kết quả mới có thể là bước tiến lớn để giải quyết các câu đố còn lại liên quan đến dạng quái vật vũ trụ cực đoan này, cũng như số phận của chúng sau khi cạn năng lượng và chết đi, tạo thành sao neutron hay lỗ đen.